Sở thú London bắt đầu đếm tất cả các động vật, tin từ Vương quốc Anh. Kính thưa quý vị, dễ dàng đếm động vật vào thuyền Ark Noah theo cặp, nhưng việc đếm động vật tại sở thú London là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Hôm thứ Năm 3 tháng 1, những người nuôi thú bắt đầu một công việc khổng lồ hàng năm là đếm tất cả các sinh vật của vườn thú. Tại sở thú London là nơi sinh sống của hơn 17.500 loài thú như chim, bò sát, cá và động vật không xương sống. Việc kiểm kê hàng năm là đặc biệt thú vị đối với các chú chim cánh cụt vui tươi nhảy tung tăng trong hồ bơi, trong khi người nuôi thú lại cố gắng đếm từng con. Bãi biển Penguin là nhà của 59 chú chim cánh cụt, trong đó có 52 con Humboldt, 6 con Blackfoot và 1 con Rockhopper. Việc đếm thú bắt buộc có thể là nhiệm vụ khó khăn cho một số người, nhưng lại dễ dàng hơn đối với những người khác. Dù sao thì tất cả công việc đó đều cho mục đích quan trọng. Mỗi ngày vườn thú đều đếm thú nuôi của mình. Còn lần này là một đợt tổng kiểm tra để bảo đảm các số liệu chính xác. Tất cả dữ liệu thu thập được sẽ gửi đến một trung tâm cơ sở dữ liệu toàn cầu để theo dõi không chỉ động vật trong điều kiện nuôi nhốt trong vườn thú, mà còn dùng những thông tin này để sử dụng trong chương trình nhân giống trong tương lai. Sở thú London hiện đang nuôi loài ốc Portula, đó là loài đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Một ngày nào đó, chúng sẽ được đưa trở lại vào tự nhiên có nguồn gốc ở Polynesia. Vườn thú đóng một vai trò quan trọng trong việc gây giống và nuôi sinh sản để bảo vệ sinh vật hoang dã cho các thế hệ tương lai. Cú đeo kính Elton, cú Chestnut và cú đại bàng Á Âu là 3 trong số 20 con cú của sở thú London. Cú Elton đã được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt vào mùa hè năm ngoái. Cú Chestnut có nguy cơ tuyệt chủng ở Anh Quốc. Cả hai sẽ không bao giờ được thả vào tự nhiên. Người ta hy vọng là bắt đầu bằng cách nuôi những con cú này trong các vườn thú để giúp nhân giống cho quần thể cú hoang dã. Như thường lệ thì khỉ sóc lúc nào cũng giống như tên của nó, chúng luôn chạy nhảy, nhào lộn trong khi người nuôi thú lo đếm chúng. Có cả thể là 23 con tất cả, nhưng chúng cứ nhảy lanh quanh làm cho người ta cứ tưởng là có rất nhiều sinh vật nhỏ bé màu vàng. Sở thú có tất cả là 35 con nhện Tarantulas, nhưng lúc này chỉ thấy có một con và người trong thú chắc chắn rằng chúng đốt trong chuồng và không thể đi đâu được kể từ lần kiểm kê cuối cùng.